sách Jonah, về về cái nhân vật Jonah này á, thì các chị có thể đọc sách thứ hai các vua chương 14. Jonah có nghĩa là bồ câu, cái tên Jonah có nghĩa là bồ câu. Sách này thuộc về một loại khác hẳn, sách kể lại chuyện một ngôn sứ bất tuân. Thiên Chúa sai ông đi Ninive, thủ đô của Assur đó, thủ đô vương quốc Assur, để kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối. Thoạt đầu ông trốn tránh sứ vụ, đi Ninive thì phải đi về phía bên bên đông, rồi đi sang Nữ Hà. Thế thì thay vì đi xuống đi về phía bên đông thì ông sang bên tây, và ông xuống biển, ông dùng tàu, ông đi taxi đi thì đi mãi đâu xa. Thế thì dưới ở tàu như vậy thì bị bão táp, và vì ông ấy trốn tránh trách nhiệm cho nên Chúa để cho con tàu nó bị nguy hiểm. Người ta tìm ra thì biết là tại ông ấy mà tàu nguy hiểm như vậy, cho nên cuối cùng thì ông bị liệng xuống biển. Và khi ông bị liệng xuống biển thì tàu được yên, không có sao hết. Nhưng mà trong khi đó thì một con cá nó hớp vào hốp ông ấy, ông ấy, và nó đưa vào bờ bãi, đưa vào cái bãi của bên của Palestine ấy, chứ không phải đưa đến chỗ khác. Sách được biên soạn sau thời lưu đày, không có tính cách lịch sử nhưng nhằm mục đích mua vui, cái kiểu diễu diễu ấy, mua vui và giáo huấn. Thật sự ra thì cái ông này á, một khi mà đã bị liệng xuống biển ấy, rồi con cá voi nó lại đưa vào bờ. Đúng bây giờ thì ông ấy biết là ông không thể tránh được cái trách nhiệm, cho nên ông ấy đi Ninive ông giảng. Và mới giảng được có một ngày á, thì từ vua cho đến dân ấy đã nghe lời giảng mà ăn năn trở lại. Thế thì ông ấy buồn bã, ông ra ông ngồi ngoài thành, ông ấy nghĩa là buồn chán đấy. Thế thì tự nhiên có cái cây dầu thầu dầu nó đang che cho ông khỏi nắng ấy, thì nó lại bị con sâu nó cắn nó héo đi. Ông bực mình, ông cầu nhau với Chúa. Thế thì Chúa bảo ông là mi tức mình như vậy có đúng không? Bảo con tức nó chết được. Trả lời với Chúa như vậy, con tức nó chết được. Thế nhưng mà thế thì cái tính cách bông đùa nó là như vậy. Nhưng mà thật sự ra thì cái sách Jonah đó, chúng ta thấy rằng là Thiên Chúa luôn luôn thương hết mọi người. Chúa tạo cơ hội để cho người ta suy nghĩ lại và trở về với Chúa, và Chúa sẽ tha vân vân. Cho nên sách rao giảng một tinh thần đại đồng hết sức cởi mở, không phải là chỉ có Israel, chỉ có dân này dân nọ, mà mọi người, mọi nơi, mọi vật đều được Chúa thương. Chỉ cần là người ta biết trở về với Chúa thì Chúa sẽ không bỏ. Đó là tư tưởng của sách Jonah. Cho nên tinh thần đại đồng rất là lớn, không có kỳ thị gì hết. Chúa thương hết mọi người, miễn là người ta tự do đến với Chúa. Tiếp theo là sách Mi-kha. Ai như Thiên Chúa? Mi là ai, khờ là như, cá A là Thiên Chúa. Ai như Thiên Chúa, hay là ai ví được với Thiên Chúa? Mi-kha là người ở Giu-đa, rao giảng dưới thời các vua A-khát, chứ không phải A-kha. A-khát có chữ T mà. Và Ezekia, bây giờ có khi phải sửa là Khít-ki-gia. Đọc theo tiếng Hebrew á, vua Khít-ki-gia chứ không phải Ezekia. Ezekia là người ta phiên theo tiếng Latin. Hai ông vua này, vua A-khát và Ezekia, từ trước khi Samaria sụp đổ, miền Bắc, vương quốc miền Bắc, thủ đô là Samaria sụp đổ năm 721. Thế thì cái ông Mi-kha này, ông ấy giảng khoảng đó cho tới khoảng năm 700. Mi-kha và Isaiah là miền Nam xứ Giu-đa, còn Ô-sê và Amos là miền Bắc. Ông tố cáo các bất công xã hội và loan báo sự xét xử của Thiên Chúa. Tuy nhiên ông vẫn trông cậy rằng Thiên Chúa sẽ trừ lại một số sót dân ngài. Bao giờ ông thế, sau sự đe dọa đấy thì có cái hứa hẹn. Ông loan báo vị vua hòa bình sẽ sinh tại Bethlehem. Đây là cái lời có thể nói rằng là quan trọng nhất về Chúa Giêsu.
ở chương cuối của sách Mikha đó. Có thể là cái ông này, ông Mikha này, ông ấy có một cái câu mà tóm tắt các cái ngôn sứ đồng thời với ông ấy hơn kém. Cái câu chương 6 câu 8 của sách Mikha nó thế này này: Thiên Chúa đòi hỏi thực thi, Thiên Chúa đòi hỏi ngươi cái gì? Và câu trả lời là thực thi công bình, đó là tư tưởng của Amos. Quý yêu nhân nghĩa, đó là tư tưởng của OC. Và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa, khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa đó là do cái lòng tin, đó là tư tưởng của sách Isaiah. Như vậy á, là cái câu này á, câu 6, chương 6 câu 8 của Mikha tóm lại ba cái ý tưởng chính của ba ngôn sứ thời bấy giờ: thực thi công bình là của Amos, quý yêu nhân nghĩa là của OC, khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa là của Isaiah. Đến vua, đến ngôn sứ Nahum. Nahum có nghĩa là được an ủi. Sách viết vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Tác giả hớn hở lan báo sự sụp đổ của Ninive, thủ đô của Assur đấy, thủ đô của đại của đế quốc Assur. Cái thủ đô này Ninive sụp đổ vào năm 612, tượng trưng cho những sức mạnh của sự dữ đang thao túng thế gian. Ninive tượng trưng cho sức mạnh đó và bị phá năm 612. Nước đế quốc Assur bị đế quốc Babylon nó phá, Ninive bị phá vào năm 612. Có một điều đặc biệt ở cuốn sách Nahum này á, khác với các sách ngôn sứ khác á, các ngôn sứ đều trách tội của Israel, còn ở đây á thì không trách tội Israel, mà Nahum chỉ lên án tội những kẻ áp bức, những cái quân ngoại bang á, áp bức Israel. Đấy là cũng điều hơi lạ, hơi hiếm. Các ngôn sứ bao giờ cũng lên án tội lỗi của dân Chúa, dân Israel. Chắc chắn ông này cũng lên án như vậy, nhưng mà ông không có trình bày ra ngoài, ông không có trách tội của Israel, mà chỉ lên án tội của những người áp bức Israel. Rồi tiếp theo là sách Habakkuk. Habakkuk là tên một cái cây. Thế thì cái sách này ra đời khoảng 600 sau sách Nahum vừa rồi đó, tức là vào đầu thời của ngôn sứ Jeremiah. Chúng ta đã nói là ngôn sứ Jeremiah khoảng 650 thế thì sách Habakkuk trước một chút, ra đời sau Nahum nhưng mà đầu thời Jeremiah đó. Sách Habakkuk được viết vào cuối thế kỷ thứ 7 hoặc đầu thế kỷ thứ 6. Đây là một sách được soạn thảo công phu, mở đầu bằng một cuộc đối thoại căng thẳng giữa vị ngôn sứ và Thiên Chúa về việc người Can-đê áp bức dân. Người Can-đê tức là người Babylon, dân Babylon nó áp bức dân Chúa. Thế thì cái ông ngôn sứ này ông viết bắt đầu bằng cái chuyện đó. Ông đưa vấn đề tại sao Chúa này để cho dân Can-đê nó áp bức dân Chúa. Ông đặt vấn đề thẳng với Chúa như vậy đó. Thế nhưng mà sách ấy, thì chúng ta thấy là sẽ kết thúc bằng lời ca ngợi sự toàn thắng cuối cùng của Thiên Chúa. Nghĩa là cái thái độ của vị ngôn sứ này đã, sau khi đã đặt vấn đề thẳng với Thiên Chúa như vậy, tại sao Chúa quyền phép, Chúa là Chúa của Israel mà lại để cho dân ngoại là cái dân Babylon, dân Can-đê nó áp bức dân Chúa. Sau khi mà đã đặt vấn đề thẳng thắn với Chúa như vậy đó, thì Habakkuk khiêm tốn và tin tưởng suy phục Chúa mà ông ấy xưng là đấng tạo thành tối cao. Ở trong cái ông sách ông Habakkuk này có cái câu là người công chính sẽ được sống nhờ lòng thành tín của mình. Câu này muốn nói rằng là người công chính tức là dân Israel sẽ được sống, có nghĩa là sẽ được cứu thoát khỏi tai nạn ấy, khỏi chết ấy, nhờ lòng thành tín của mình. Hiểu là nhờ lòng trung thành với luật Chúa thì dù có bị xâm lăng, dù có bị khốn khó thì cũng sẽ được khỏi, được thoát. Thế thì chúng ta để ý là ông Thánh Phaolô đấy, trong thư Roma chương 1 câu 17 trích lại cái câu vừa rồi đó của ngôn sứ Habakkuk.
ông viết như thế này, ông Thánh Phaolô ông viết như thế này: trong tin mừng sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép, lời chép là của ngôn sứ Habacuc đây, người công chính nhờ đức tin sẽ được sống. Thật sự ra ông Habacuc nói về cái sự sống ở trên trần gian này, về cái tình hình chiến tranh hay tình hình khốn khổ của dân á, bị ngoại bang nó xâm lăng thế này thế khác. Thế nhưng mà Thánh Phaolô dùng cái câu này của ông Habacuc để nói về người công chính, tức là người sống trong ân sủng của Chúa, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sống, tức là sẽ được không phải là chỉ sống trên trần gian này mà được cứu độ, được phần rỗi đời đời. Sách tiếp theo là sách Sophonia. Sophonia cũng nghĩa là Đức Chúa gìn giữ người, hay là có lẽ là Đức Chúa gìn giữ tôi thì đúng không? Sophonia, A là vẫn là Yahweh rồi. Sophonia là tôi, Đức Chúa gìn giữ tôi. Ngôn sứ Sophonia rao giảng dưới triều vua Josiah. Ông vua này ông làm nên ngôi từ lúc mới có 8 tuổi, trị vì từ 640 cho đến 609, tức là trị vì nước Juda đấy, trước thời ngôn sứ Jeremiah ít lâu. Lúc ấy Juda bị đế quốc Assur đô hộ, lại thêm các vị vua vô đạo càng làm tăng sự hỗn loạn về tôn giáo. Ví dụ như là cái ông vua Manasse gì đó, ông ấy sợ đế quốc Assur cho nên ông ấy du nhập các cái thần của Assur, của ngoại giáo vào trong Jerusalem, đặt cả ở đền thờ Thiên Chúa. Nay Assur bắt đầu suy yếu, đang cái thời đang nói đây, người ta tin rằng sẽ khôi phục được quốc gia kèm theo một cuộc cải cách về tôn giáo. Tác giả sách Sophonia loan báo sự phán xét của Thiên Chúa trên các dân tộc để kêu gọi dân chúng hoán cải. Ông cũng gợi lên niềm hy vọng cho dân nghèo. Những cái tư tưởng như là những người nghèo của Đức Chúa mới thoát sự phán xét của Thiên Chúa. Con gái Sion hãy nhảy mừng, Thiên Chúa ngươi ở giữa ngươi. Các chị biết câu này nó làm cho nghĩ đến cái gì không? Con gái Sion hãy nhảy mừng, Thiên Chúa ngươi ở giữa ngươi. Vì Thiên Chúa ở giữa cho nên hãy nhảy mừng. Chúng ta nhớ là thiên thần Gabriel đã báo tin cho Đức Mẹ, coi như là nói với Đức Mẹ những cái tư tưởng có thể nói là trích từ cái ông sách ông Sophonia này. Thiên Chúa ở với Đức Mẹ cho nên Đức Mẹ sẽ mang thai và con của Ngài sẽ ngự trên ngôi máu của David, tức là sẽ làm vua đời đời. Sách Haggai có nghĩa là lễ hội. Sách này viết năm 520 trước công nguyên. Lúc ấy những người Do Thái đầu tiên từ Babylon trở về tái thiết đền thờ đã sớm rơi vào tuyệt vọng. Đền thờ được xây lại từ năm 520 cho đến 515 thì xong, có 5 năm này. Ngôn sứ Haggai và Zakaria đã lay tỉnh mọi người khi mà người ta thấy là công việc nó cứ dây dưa mãi, chán nản, bỏ cuộc. Cho nên hai ngôn sứ Haggai và Zakaria thúc đẩy dân phải tiếp tục xây đền thờ của Chúa cho nó hẳn hoi thì mới được bình an mọi sự. Thúc giục tổng thống đốc Zerubbabel, đúng ra theo tiếng Hebrew là Zerubbabel, và thượng tế Joshua, hai ông, một ông ngoài đời, một ông trong đạo đó, để mà tiếp tục công việc tái thiết đền thờ. Ông Zerubbabel thì xây lại tường thành Jerusalem, còn thượng tế Joshua đó thì lo việc tái thiết đền thờ. Ngôn sứ Haggai đã báo trước vinh quang tương lai để an ủi mọi người. Sách cuối cùng là còn hai sách nữa, sách Zakaria, Đức Chúa nhớ. Zakaria là Đức Chúa, A là Đức Chúa, Zakaria là nhớ, Đức Chúa nhớ. Sách này gồm hai phần rõ rệt.
phần đầu gồm các chương 1 đến chương 8 với 8 thị kiến, viết vào cuối năm 520, chú trọng đến việc tái thiết đền thờ. Cái chủ đích ấy là nói về việc xây lại đền thờ, đồng thời cũng nói về sự xây dựng lại quốc gia với những đòi hỏi phải tinh sạch về luân lý và phải thức tỉnh về tôn giáo. Cái phần thứ nhất trên 8 chương đấy có những thị kiến nói về cái tinh thần sống đạo và cái tình trạng quốc gia. Phần thứ hai gồm các chương 9 đến 16, 14 do những tác giả khác viết vào khoảng năm 300 trước công nguyên, loan báo về thời cứu chuộc, đấng cứu thế sẽ đến và thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Cái phần thứ hai này nó có tính cách cánh chung, còn cái phần trước ấy, nó có tính cách lịch sử. Thì hai cái phần của sách Zacharia như vậy. Và cuối cùng là sách Malachi. Malachi có nghĩa là sứ giả của ta. Sách này ra đời khoảng năm 450 trước công nguyên dĩ nhiên. Malachi có nghĩa là sứ giả của tôi chứ không phải là thần sứ. Malak có nghĩa là người sai đi, là sứ giả. Malachi sứ giả của tôi, sứ giả của ta. Lấy ý nghĩa theo chương 3 câu 1 của cái sách này. Sách được viết vào nửa đầu thế kỷ thứ 5, tức là khoảng 450 á, trước khi ông Nehemia về nước, trước khi cái nhà hành chánh Nehemia về theo lệnh của vua Ba Tư, vua Kiro lúc bây giờ để tái thiết lại đất Palestine. Lúc ấy sự hứng khởi do Haggai và Zacharia gây nên đã sớm tàn lụi, dân chúng bắt đầu chán nản và thờ ơ. Thế thì trong tình trạng như vậy đó, Malachi tìm cách để chỉnh đốn lại, mời gọi phải kính trọng những đòi hỏi của lề luật. Tất nhiên ông Nehemia ông về nước ấy, với cái chỉ thị của vua lúc bây giờ là vua Kiro, vua Iko của Ba Tư, dùng luật Mô-sen như là luật của đế quốc đối với người Do Thái. Cho nên thì ông ngôn sứ Malachi này chống lại cái tình trạng chán nản bỏ cuộc ấy. Mà ông khuyên là phải để ý đến những cái điều mà luật Mô-sê dạy. Cái điều rất đáng để ý ở đây ấy, là luật Mô-sê ấy, của dân Do Thái ấy, mà lại được đế quốc Ba Tư nó nhận làm luật của đế quốc cho người Do Thái. Cho nên luật riêng của Do Thái mà trở thành luật của nhà nước, tất nhiên cho người Do Thái thôi. Malachi cũng loan báo trước về vị sứ giả dọn đường cho đấng cứu thế, tức là Gioan Tẩy Giả sau này. Chúa Giêsu nhắc lại tư tưởng của cái ông Malachi này khi nói về ông Gioan Tẩy Giả. Như vậy là chúng ta hết Cựu Ước. Lần sau sẽ sang cái bài Khung Cảnh Tân Ước.